Huyệt ở đây ăn cơm nhá. Bác ra chợ kiếm ít cua về nấu bát canh riêu ăn cho nó mát. Mẹ cứ để cho Huyệt đi chợ nấu cơm. Thôi hai đứa cứ ngồi nhà chơi, mẹ chạy ù ra một cái là xong. Dạ bác cứ để cháu đi chợ ạ. Đi anh. Chị nhẹ tay giúp em với. Chị này hay nhở. Người ta mất tiền mua thì phải chọn được cái ưng ý chứ. Con cua ngon thế này mà chị không chọn. Đây là con cua đực. Đen nhẻm như đít nồi thế này thì làm gì có gạch, chả bỏ tay nước. Thôi phiền phiến thôi em ạ. Bố mẹ cũng dễ tính không nhưng mà. Thì cũng phải chọn cho ưng ý thì mới mua chứ. Hôm nay ế quá, suốt cả chiều bán được vài cân cua. Thôi chị cân đi. Chỉnh lại cái kim đi. Thế này thì một cân còn 9 lạng à? Điêu lòi mắt. Đã bảo là đủ 7 lạng tươi nhá. Tôi nhìn chỉ có 6 lạng thôi. Đã bảo là đủ 7 lạng, không sợ thiếu đâu. Em nhìn chỉ có 6 lạng. Chị nhìn kiểu gì mà bảo 7 lạng? Chị mua mở hàng phiên phiến cho em lấy vía bán hàng. 14.000 chứ đi 1.000 còn 13.000 được chưa? 12.000 có bán thì mua. Cân kiểu này á, chưa chắc đủ nửa cân. 7 lạng của người ta thì bảo chưa được nửa cân. Mở hàng thế này thì bán được cho ai nữa? Thôi, trả tiền đây. Gửi chị. 12.000 thôi. Có 1.000 bạc mà cô cứ kèo nhèo mãi. Thôi thì cho cô đấy. Chị bán thế này thì ai thèm mua? Tôi chẳng cần bán cho cô. Cái anh này á, mà táng hàm chó. Chứ cái ngữ này mà kén chồng á thì phải biết. Em quên mua ớt bột, anh ra lấy xe rồi đợi em ở ngoài cổng nhé. Nhanh nhanh em nhé. Ừ. Cháu ăn đi. Em ăn gì? Cho em cốc chè đỗ xanh ạ. Em ít chân trâu chị ơi. Chị ơi, xem hộ mấy giờ đấy? 5 giờ. Cho em mấy cái bánh bột lọc. Sao anh không đợi em ở ngoài cổng? Anh cứ lo em đi đâu. Anh tìm em khắp chợ. Em gặp đứa bạn, nó cứ kéo bằng được em vào đây ngồi ăn với nó. Anh ăn một đĩa không? Bạn em đâu? Nó chạy ra ngoài kia. Anh ra trước đi. Em đợi nó quay lại chào một câu rồi em ra ngay. Em ra ngay mà. Nhanh lên nhá. Chị ơi, cho em gửi tiền. Của em nhá.